kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, Phó Đô đốc Ambesto Carlos, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Tây Quân đội Philippines ngày 10 tháng 8 cho biết, Philippines sẽ gửi thêm hàng tiếp tế tới tiền đồn trên bãi cỏ mây đang có tranh chấp. Trước đó, Philippines ngày 6 tháng 8 cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc phun vòi rồng vào các tàu của nước này ở khu vực Biển Đông đang có tranh chấp, cho rằng đây là các hành động bất hợp pháp và nguy hiểm. Vụ việc gây ra tranh cãi ngoại giao giữa Manila và Bắc Kinh làm dấy lên những chỉ trích từ quốc tế đối với Trung Quốc. Vụ việc xảy ra hôm 5 tháng 8 khi lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines hộ tống các tàu chở hàng tiếp tế cho binh sĩ nước này đang đóng quân tại bãi cỏ mây. Hôm qua, phát biểu trước các phóng viên, ông Alberto Carlos cho biết đợt giao hàng tiếp tế tiếp theo sẽ diễn ra vào tuần tới. Hôm qua, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Campuchia Hun Sen đã công bố chính phủ mới. Theo đó, con trai của ông là Hun Manet sẽ giữ chức thủ tướng. Con trai Úc và cháu trai của ông Hun Sen giữ nhiều vị trí quan trọng trong nội các mới. Trên trang Telegram cá nhân, ông Hun Sen đăng nhiều bức hình về cuộc họp có các bộ trưởng cũ và mới, trong đó có hình ông Hun Manet và khoảng 30 thành viên nội các mới. Bên cạnh ông Hun Manet là thủ tướng, con trai út của ông Hun Sen là Hun Mani sẽ là bộ trưởng công vụ. Còn cháu trai của ông là Nes Savon sẽ là phó thủ tướng. Theo danh sách mà AFP có được, các con trai của bộ trưởng nội vụ và quốc phòng sẽ tiếp quản các chức vụ của cha họ. Đăng tải nhiều bức hình trên trang cá nhân, ông Hun Manet bình luận đảng nhân dân Campuchia CPP tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng trước là nhờ sự đoàn kết và thống nhất nội bộ của đảng. Ông Hun Sen sau gần 4 thập kỷ cầm quyền sẽ giữ chức chủ tịch thượng viện từ năm tới và giữ quyền nguyên thủ quốc gia. Giới chức Ấn Độ cho biết những tháng gần đây đã cấm các nhà sản xuất máy bay không người lái nội địa sử dụng các linh kiện có nguồn gốc Trung Quốc do lo ngại về các lỗ hỏng bảo mật. Chính phủ Ấn Độ rất quan ngại việc Trung Quốc có thể lợi dụng tiến bộ công nghệ để đánh cắp các thông tin tình báo và bảo mật của nước này khi căng thẳng leo thang giữa hai cường quốc hạt nhân và New Delhi đang hiện đại hóa quân sự. Bắc Kinh đã phủ nhận có liên quan đến các cuộc tấn công mạng xảy ra gần đây. Bộ Thương mại Trung Quốc tuần trước còn công bố kiểm soát xuất khẩu đối với một số máy bay không người lái và thiết bị liên quan. Bộ này chưa bình luận về quyết định trên của Ấn Độ. Thưa quý vị, hôm qua, lãnh đạo các nước thuộc cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS bắt đầu cuộc họp kính tại thủ đô Abuja của Nigeria để thảo luận về cuộc đảo chính ở Niger. Trong diễn biến mới nhất, ECOWAS đã lệnh cho lực lượng dự phòng của mình khôi phục trật tự hiến pháp tại Cộng hòa Niger. Chủ tịch ủy ban của ECOWAS, Omar Oliu-Storey, đưa ra tuyên bố trên khi đọc nghị quyết của ECOWAS về cuộc đảo chính ở Niger. Nghị quyết có đoạn... Chỉ đạo Ủy ban của Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng kích hoạt lực lượng dự phòng ECOWAS với tất cả các bộ phận của nó ngay lập tức. Tra lệnh triển khai lực lượng dự phòng ECOWAS để khôi phục trật tự hiến pháp tại Nice. Hôm qua, Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm đi du lịch theo nhóm đối với công dân của nước này tới hơn 70 quốc gia, bao gồm một số quốc gia ở Mỹ Latin. Bắc Kinh đã dỡ bỏ lệnh hạn chế tổ chức các chuyến đi tới Cuba và Argentina vào tháng 1 năm 2023 hay tới Brazil, Chile, Uruguay vào tháng 3. Lần này, Bắc Kinh thêm nhiều quốc gia vào danh sách trên, bao gồm Mỹ, Mexico, Colombia và Venezuela. Một số quốc gia châu Âu, châu Á và châu Phi cũng nằm trong nhóm này. Trung Quốc đã đóng cửa biên giới từ năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Người Trung Quốc bị cấm đi du lịch nước ngoài, trừ những trường hợp đặc biệt. Bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng thứ ba trong mùa hè này, Malaga, địa điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha, buộc phải đưa ra nhiều biện pháp hạn chế sử dụng nước. Dự trữ nước là việc làm trở nên quen thuộc với cư dân và du khách ở Malaga. Cư dân Angela nói, tôi phải trữ một ít nước cho ban đêm phòng khi tôi cần đi vệ sinh. Khoảng hơn một tháng qua, khu vực này bị cắt nước từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau do hạn hán gây thiếu hụt nguồn nước. Các cư dân cho biết việc này chưa bao giờ xảy ra, Điều này thật sự giống như đang quay ngược thời gian về giai đoạn còn thiếu thốn. Biện pháp hạn chế này giúp giảm 20% lượng nước tiêu thụ hàng ngày. Ông Salvador, thị trưởng Malaga nói, triển khai các giải pháp này là vì lợi ích của người dân. Chúng tôi cần chia sẻ nước một cách công bằng để mọi người đều có phần. Các ngôi làng trong khu vực phụ thuộc vào hồ chứa nước khổng lồ ở đây. Năm nay, hồ chỉ còn 8% nước, mức thấp kỷ lục. Bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.